Thì đến set 2 các bạn. Anh Khoa Vĩnh Thuận gặp với danh Diễm Châu Thành. Team bên kia là đồng bào không nha các bạn. Trắng bóng tốt. Người Khmer nha các bạn. Đếm 1-0. Đếm 1 đều. Đếm 2-1. Đếm 2-1. Đếm 3-1. Lưới tìm anh Khoa nha bạn. 2 điều. Tại nó nói chuyện mà. Đếm 2 đều. Bóng ngoài. Đếm 3-2. Đếm 3-2. Bốn hai. Đếm 4-2. Đếm 3-4. Đếm 3-4. Bóng ngoài. Đếm 4 đều. Đếm 4 đều. Đúng rồi, anh dài. Anh vặn hai quả cải. Đếm 5 4. Má chứ mày nó rửa đâu rửa nó giãn sống rồi. Tụi tôi chơi đó cũng bởi cái mới lấy lên nổi quá. Đổi lại đẹp 5-4. Bóng ngoài. Điểm 6-4. Điểm 6-4. Điểm 7-4. Đây, hiện tại mình đang tác nghiệp tại sân của anh Quyết nha các bạn. Vân Khánh, An Minh, tỉnh Kiên Giang. Bữa sáng mưa nhưng mà bữa chiều được khán giả xíu. Bảy bốn. Hết thời gian hữu ý các bạn. Đếm 7-4. Đếm 8-4. Đếm 8-4. Đếm 5-8.
Điểm 5-8. Điểm 9-5. Điểm 9-5. Bệnh ơi, đếm 10 năm. Mới từ An Giang về á. Đếm 60. Cũng nhiều quá. 60. Ông mới lên á, ông mới lên á. Đếm 60. Điểm 70. Điểm 70. Điểm 80. Xin mời trái chút rồi rồi rồi. Điểm 80. Lưới. Điểm 11-8. Điểm 11-8. Chết 11. Điểm 91. Điểm 10-11. Điểm 10-11. Điểm 12-10. Điểm 12-10. Điểm 13-10. Điểm 13-10. Bóng tốt. Điểm 14-10. Điểm 14-10. Trận bóng tốt. Kết thúc trận đấu luôn các bạn. Team của Danh Diễm thắng nha. Một điều.